đầu đi bác sĩ rồi đi tự đó lùng cũng gì ra ok bây giờ bác ngồi xuống đứng dậy được không? Dạ ngồi xuống. Ngồi xuống rồi. Đó, rồi đứng dậy. Đứng dậy thì cũng được. À, đứng dậy cũng được. Thì phải này, đứng dậy thì phải thế này. Để làm thử coi đó. Rồi. À, đó. Rồi. Ok. Rồi bác qua đây. Bác bị bao lâu rồi? Dạ thưa quý vị, này là 25 ngày rồi. 25 ngày rồi hả? Rồi có đi đâu chữa bệnh không? Dạ có đi châm cứu 10 ngày và đi chạy về bệnh lý trị liệu 10 ngày thấy không? Dạ không có, kết quả. Dạ vâng, cái đồ có người quen mới điện mà cho số điện thoại ở đây. Dạ. Gặp thầy Dư Quang Trọng. Dạ đúng tên hả? Rồi vậy là để giờ chỉnh lại cho đi đàng hoàng ha. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, bác đứng dậy đi. Rồi quay lưng ra sao? Tại vì thường thường á là mọi người thấy tôi hay kêu làm này á, tại vì bị cột sống lưng á thì nó bị sẽ ảnh hưởng luôn cột sống cổ. Ha, rồi bác chọn cái này ra sao? Cái này chọn ra, chọn cái nào không? Cái này chọn ra rồi sau lưng này. Hai cái này chung với nhau đứng đây. Đó. Đúng không được. Tới đây thôi ha. Ok. Là đau luôn trời cổ luôn kỳ quá ha. Rồi dỡ cái này lên, rồi cái này vòng qua nữa. Đó, cái này cũng vậy ha. Không đụng được cái này nó khá hư à, mày thấy khỏe rồi nó khá rồi được rồi bác rồi cảm ơn bác rồi cứ đi đứng yên vậy đi nha rồi nhà ở đâu lận nhà nhà ở quận 3 quận 3 gần đây mà ha dạ vâng rồi trước làm gì dạ thưa dạ lúc trước thì buôn bán lúc còn trẻ rồi còn trẻ buôn bán dạ bây giờ mấy điều đó hay đó bởi vậy rồi cứ đi không để ý ha đó rồi tới tuổi này bắt đầu là nó rã rêu hết rồi rồi để có mấy đứa con ba cháu ba cháu hết rồi có nhờ được hết không dạ thưa cũng có nhờ được chút đỉnh ha chút đỉnh thôi nghe ngái ha có con thì sướng thiệt ha nhưng mà con xong rồi nó nhờ chút đỉnh nè đấy mình có nó lo cho chồng cho con thấy không à nó lo cho mình nữa đấy rồi bây giờ lại đi học rồi có ai đến giúp đỡ gì không dạ thương không ạ à. Một mình một người vậy đó còn ông xã đâu dạ ông xã mất mấy chục năm rồi à tức là cái bằng đó là ở vậy nuôi con đó dạ vâng đấy cho nên nó leo với đường ta công chứ sao vậy chứ là hồi xưa mà đẹp gái về là tái giá liền đó chứ thấy không mà thương con phải không thương con vậy nó cột ghê ha vậy nó mới lưng nó mới thẳng ra được đúng không đây đây già già ôi trời 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 rồi nhờ đau cái khớp đúng không rốt vậy mà sao không đau được bị hết đau rồi không hết đau chưa bên đau rồi chị nằm xuống đây đó khổ chưa rồi dở lên đấy rồi phú nhân độ thế rồi thẳng người ra ngồi xuống luôn ngồi lên xuống mới giữ được không có em ngồi đặt cái mông đi rồi đừng có coi dừng đụng cái chân của bác đó vậy đó nha rồi giữ cái chân cho chắc thấy không đấy dạ, sao được nó muốn bỏ không được sao thốn tới dưới sinh khủng ôi quá trời không rồi để kiếm đây đi chút xíu đi nằm yên đó nha tại vì nó là bị cái thoát vị tới điểm nó vậy mà rồi quay qua đây đó quay lên người qua đó vậy đó cái này thẳng ở đây cái tay còn đau hả
Rồi hồi sáng giờ có học trường đá gì không? Dạ, trường đá thì hôm qua về nhà trường được một lần nữa, về trường ở đây một lần. Sáng này đi sớm quá. Rồi quay qua đây. Đã quá ha. Dạ không ạ. Nó làm gì nó đặc á. Rồi, bây giờ đầu nằm ở đây, lưng chìm ở đây. Bây giờ thấy lẹ làng rồi ha. Dạ. Rồi. Rồi, cái tay hết rồi. Hết rồi. Bây giờ nó đau quá hết rồi. Rồi kéo xin chút đó. Rồi, kéo nằm đầu ở đây. Đấy. Đâu? Chuyện đâu còn có đó mà, đúng không? Thế ra là trong lúc mà mình làm ấy, rồi cái tay mình bị trật, mình không biết. Để trật mình không biết, mình để như vậy đó. Ra là mình là bị đau, mình không hay. Cũng như bây giờ là cái lưng đó, bây giờ là nghe nhẹ rồi hết rồi phải không? Thì mọi người đáng học rồi. Là học cái của mình là cái bấm cái này là cái hay nhất là ngũ hội tâm tinh. Thì mình bấm cái này xong đó là cái lưng nó nhẹ liền. Cái bên này đau quá thì bỏ hai bên đau lắm. Cô bấm đây, bớt ở đâu đau? Dạ đau lắm. Kỳ không? Cái này không đau, mà chân đau. Cái chân nào đau là chân đó yếu. Nên nó lại sanh bệnh lão tử. Rồi có nhịn ăn chưa? Dạ, hôm nay mới biết là. Dạ, bây giờ nghe cô kêu khuyên là làm buổi sáng thì nhịn ăn. Tối thì đến 8 giờ là không ngưng không ăn, sáng thì đến trưa. Đúng rồi. Uống sáng uống nước cao. Mấy chị này là vẫn còn nhịn ăn hả? Dạ, còn thầy. Dạ. Rồi thấy hôm nay người ngồi hôm sau là nghe nhẹ nhàng không? Dạ, nhẹ hơn. Nhẹ hơn chút nữa. Xúc này kia mà thấy nhẹ người, nhưng mà xúc của mình nó là xúc mỡ thôi, không có xúc thịt đâu. Tại vì trưa mình vẫn ăn bồi dưỡng đầy đủ đàng hoàng. Dạ, chuyện ở đâu anh? Thì mình kéo ra nó cũng rụt nữa. Đau không? Dạ, không. Rồi giờ không đau thì được đứng dậy được rồi. Giờ chuyện đời khác hết rồi nha. Rồi, ra đây, đứng đây. Bây giờ thấy mảnh cảnh rồi ha. Dạ. Rồi, ngồi xuống. Rồi, ngon lành nha. Rồi, đứng dậy. Wow, ok. Ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Đẹp ha. Rồi, bây giờ cái tay mình đứng dậy, bây giờ quay lại cho mọi người sướng cái. Ha. Rồi này coi lên, này quay qua. Rồi. Ok chưa? Đó là tốt rồi ha. Đúng rồi ha. Ok, hay quá. Thiệt là giỏi. Rồi, cái này coi. Cái này thì nó không đụng được. Cái này nó đuối quá. Đã đuối nhưng mà nó đỡ hơn lúc đầu rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ gỡ tay lên thử coi, bây giờ thấy bớt đau tay chưa? Dạ, bớt. Rồi, ngon lành hả? Dạ. Nghe em hả? Dạ. Rồi, cái điều quan trọng á, là bây giờ đi cho thiệt ngon lành. Dạ. Giờ không còn đau nữa rồi. Ừ. Ôi trời, đi giờ thẳng rồi hả? Cũng còn hơi nhức nhức chỗ này. Hơi nhức nhức không sao? Rồi, cứ đi tới, từ từ. Đấy, nhưng mà thấy có dễ chịu hơn rồi ha. Đi thì thấy dễ chịu nhưng mà nó hơi mỏi chân. Hơi mỏi chân rồi, đứng ở đây đi. Rồi ngồi xuống đứng dậy thử coi sao cái coi. Đó, rồi cứ bình tĩnh, không có vấn đề gì. Ngồi xuống, rồi đứng dậy mạnh bạo ngon lành. Nè, bây giờ khỏe hơn rồi. Ok. Ôi ơi, giỏi quá. Nhưng mà cái chỉnh lại cái chỗ cái mông nó chút xíu. Dạ, rồi nằm xuống chút xíu đi.
làm nghiêng ra rồi cái bông này phải không? Dạ. Rồi nằm nghiêng qua kia kìa, đó rồi xích qua đây tí, đó vậy đó, rồi chân đưa ra đây, đó đó bông này là phải không? Dạ. Đấy. Bây giờ đi thử ngon lành thử coi. Ngon lành nè. Rồi đã nè. Rồi thôi bắt tay cái đi. Vậy đó được rồi. Rồi rồi. Rồi cái gì gọi đi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.